bạn thường tập ukulele là các bạn sẽ chọn đàn như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc phân loại cây đàn được thông dụng ở Việt Nam và trên thế giới. Thì với cái đàn ukulele thì chúng ta có bốn kích cỡ. Thì mình đang cầm ở đây là cây kích cỡ trung bình, được sử dụng khá thông dụng trên thế giới, và Việt Nam thì cây này thông dụng nhất. Cây cây này gọi là cây concert, cái kích cỡ thôi. Còn cây nhỏ hơn thì là soprano. Thì cây nhỏ hơn nó sẽ có cái cần ngắn hơn, ít ngăn hơn, và cái phần thùng đàn như vậy nó sẽ nhỏ hơn nữa. Thì cây đó chủ yếu dành cho con nít, các bạn mà trên 16 tuổi rồi các bạn không nên sử dụng cây soprano, tại vì sau này các bạn nhấn một số cái hợp âm các bạn sẽ nhấn rất là khó. Ví dụ như hợp âm này là hợp âm mi trưởng mà các bạn phải nhấn ba cái ngón tay này trên cùng một ngăn, rất là khó để các bạn tập. Cho nên là tốt nhất các bạn mua cây concert trở lên. Thì to hơn cây concert, cái cần nó sẽ dài hơn, thì là gọi là cây tenor. Đối với một số bạn nam mà to con cao trên 1m7 thì các bạn tay các bạn dài thì các bạn có thể mua cây tenor là nó phù hợp hơn. Nhưng mà về cơ bản nam hay nữ gì đều có thể sử dụng cây cây concert này để mà tập và chơi đàn rất là nhiều bài. Mình sẽ mình đối với bản thân mình thì mình có chiều cao trung bình của người Việt, thì mình sử dụng cây concert này. Mình trong quá trình mình dạy đàn thì mình thấy quan sát rất là nhiều học viên, thì mình nghĩ là khoảng 9 trên 10 học viên sẽ sử dụng cây concert này. Ít, rất là ít người phù hợp với cây soprano, trừ khi bạn quá thực sự quá nhỏ con, mà nhỏ con như con nít thì rất là hiếm thấy. Còn những bạn nam to con thì sử dụng tenor. Cây lớn hơn nữa là cây bariton. Các bạn coi trong tài liệu đính kèm các bạn sẽ thấy nó gần như là dài gấp rưỡi cây concert. Nó dài khoảng từ đây cho đến khoảng như thế này, và cái thùng đàn nó to dần. Thì cái thùng đàn to dần như vậy thì cái âm thanh nó sẽ trầm hơn. Các thùng đàn càng nhỏ thì cây âm thanh đàn nó càng lanh lảnh. Thì bốn loại kích cỡ đàn như vậy thì các bạn có thể tùy tùy vào cái túi tiền của mình để chọn một cây đàn phù hợp.